chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay lại đến kênh Tăng Cản Decor. Thì trong cái buổi video giới thiệu về các dòng sản phẩm công cụ gọt cầm tay cũng như là các dòng phụ kiện mà hỗ trợ để các bạn bấm chỉ PVC á, thì hôm nay thì bên mình đã chuẩn bị một số mẫu. Hiện tại đây là những cái dòng của hãng Style, là những dòng gọt cành chỉ cũng như là những cái đầu bấm cành chỉ mà chất lượng tương đối là cao cấp. Trước mặt các bạn đây là những cái công cụ mà bên mình đã chuẩn bị sẵn. Các bạn thấy không? Đầu tiên á, đây là cái dòng công cụ gọt cành chỉ của hãng Style, mã hiệu đó là 4960. Này, đây là dòng sản phẩm á, thì những anh em nào mà trước đây đã sử dụng cũng như là những anh em mà xưởng công nghiệp á, thì thường sử dụng cái gọt cành chỉ hàng cao cấp của hãng Style này á, thì đường cắt rất là đẹp, cũng như là nó sẽ tạo một cái góc phát nhẹ khoảng 45 độ trên những cành chỉ có độ dày từ 0.8 cho tới 1 ly này. Đó. Thì video này á, thì đầu tiên á, thì mình sẽ giới thiệu về mã sản phẩm cũng như là đơn giá của từng loại, và trong đoạn sau của video á, thì các bạn sẽ cùng với anh Bảo là sẽ test cái gọt những cái dòng này cũng như là bấm chỉ để thấy được cái đường cắt cũng như cái độ hiệu quả của những cái sản phẩm này mang lại. Rồi, như trước mặt các bạn như nãy mình nói là mã hiệu của hãng gọt cành chỉ Style 4960 này á, là đơn giá hiện tại bên mình đang bán với mức giá là 980.000. Rồi, tất cả này là chưa bao gồm phí vận chuyển. Tiếp theo đây là một cái dòng sản phẩm cũng hãng Style, mã hiệu của nó là 4951. Dòng này thì có kích thước nó sẽ nhỏ hơn so với này. Thì nhược điểm của dòng này thì cái thao tác mình cầm thì nó sẽ không có gọn lắm, không phù hợp với tay. Nhưng mà nếu mà anh em mà gọt quen á, thì cái dòng này cũng rất là ok. Đó. Đơn giá của sản phẩm này đang bán tại cửa hàng đó là 724.000. Đó, đây là những hai cái dòng gọt. Ngoài ra thì nếu mà gọt cành chỉ á, thì các bạn sẽ có thêm một cái mã sản phẩm. Đây là mã, để mình xem. Mã là 4970. Đây là dòng chất liệu đó là bằng nhựa nhưng mà thép là vẫn là dòng thép gió, là chuyên để dò gọt cạnh cong đó. Rồi đây là hai cái dụng cụ bấm chỉ, bấm đầu cạnh. Đây, đầu tiên để mình mở ra. Dòng này là giờ để các bạn bấm cái cạnh thừa của đầu cạnh này. Đó, tắt toàn bộ là bạn làm thép không rỉ, với mức giá hiện tại đang bán là 770.000. Đó. Những cái dòng dao này là các bạn có thể mài lại được. Hiện tại thì cái lưỡi dao thay thế này á, thì hiện tại chưa bán tại thay thế, nên thành ra ví dụ như mình mài mà thời gian bắt đầu nó hư thì mình cũng qua cái thời gian khấu hao rồi thì mình có thể mua cái mới. Ngoài ra thì đây là một cái mình quay nữa là cái dao sơ cua của cái dòng của gọt cành chỉ đường cong này nè. Đó, cái dao sơ cua này là mức giá hiện tại là 432.000. Rồi. Trong cái video này thì lát đi mình sẽ làm những cái gọt cành chỉ mình chuẩn bị sẵn là cạnh thẳng thôi. Còn cái những cái chi tiết mà cong thì vì hẹn anh em những cái video sau thì mình sẽ đi vào chi tiết hơn về những cái dòng bấm chỉ cong cũng như là cái dòng gọt cạnh cong này nè. Đó, hẹn anh em những video sau. Rồi, bây giờ thì anh em sẽ theo dõi cái video để mình sử dụng những cái dòng bấm thẳng cũng như là những cái dòng gọt cạnh thẳng của hãng Style này. Rồi, cảm ơn các bạn. Các bạn cùng theo dõi ha. Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay lại với kênh Tăng Cản Decor. Thì bây giờ mình sẽ giới thiệu những cái sản phẩm để phục vụ cho công việc gọt chỉ. Thì trước mặt mọi người như Khải đã giới thiệu thì đây là những cái sản phẩm gọt chỉ cạnh của hãng Style. Thì bây giờ mình sẽ nói về cái đối tượng mà người sử dụng. Thì đầu tiên á, thì mình sẽ đi từ thấp tới cao. Đầu tiên là những anh em DIY thì như mình ngày xưa đi lên á, từ mới làm lên á, thì cái vấn đề khi mà chúng ta đã dán chỉ rồi thì cái vấn đề gọt chỉ thì làm sao để có một cái đường chỉ đẹp, bề mặt hoàn thiện, cạnh đẹp á, là cũng là một cái trăn trở, một cái khó khăn. Thì sẽ có rất nhiều cách để các bạn có thể là hoàn thiện gọt được những cái chỉ đẹp thừa như thế này. Thì nó sẽ có là đầu tiên là những cái máy đa chức năng, có cái chức năng gọt cạnh. Và xét về khía cạnh là gọt thủ công thì sẽ có là gọt bằng máy rotor cầm tay kết hợp với những cái loại mũi gọt chỉ thông dụng. Thứ hai là chúng ta thì gọt bằng tay, thì bằng tay thì sẽ có nhiều cách. Một là sử dụng những cái công cụ hỗ trợ chuyên dụng. Hai là có thể lợi dụng bằng dao rọc giấy hoặc một số loại dao tương tự. Thì cái vấn đề gặp phải của một số cái công cụ hỗ trợ không chuyên biệt thì sẽ đòi hỏi là người làm phải có kỹ năng tốt. Và thực tế một điều thì nó cái độ hoàn thiện cũng như cái sự an toàn cũng không thể cao bằng những cái công cụ chuyên biệt. Và cái thứ hai thì những cái vấn đề mà khi chúng ta gọt bằng những cái công cụ hỗ trợ không chuyên biệt thì khi chúng ta gọt xong rồi thì sẽ có một bước thứ hai là phải làm nguội lại. Thì các bạn, nếu các bạn tìm hiểu thì có thể thấy có nhiều cách, là một là chúng ta phải vuốt lại bằng giấy nhám hoặc là dùng máy đánh bóng để đánh lại những cái cạnh thừa để tạo ra những cái độ cong, độ mềm của cạnh không bị bén và làm sạch đường
đường cạnh. Thì cái công cụ Serta em này á, thì ngoài cái thiết kế lưỡi bén để chúng ta gọt đi chỉ thừa á, thì cái phần đầu mũi cũng được thiết kế một độ góc vát nhỏ khi chúng ta gọt qua. Thì gần như khi chúng ta gọt xong á, thì cái đường cạnh á, hoàn thiện nó sẽ có một cái góc mềm giúp cho cái việc là hoàn thiện đã đạt được cái độ hoàn thiện luôn, thì có thể là lắp đi vào quá trình lắp đặt. Thì đầu tiên mình sẽ hướng dẫn mọi người cách sử dụng đúng những cái sản phẩm này. Và thứ hai là cũng là một điều mà mọi người trăn trở là vì với những cái sản phẩm hỗ trợ chuyên biệt nhưng có một mức giá là tương đối lớn, thì cái chúng ta quan tâm là thời gian sử dụng được bao lâu, và khi mà gặp sự cố lâu ngày nó mài mòn như thế nào đó, thì cái cách mà chúng ta khắc phục để đưa những cái sản phẩm này nó về nguyên trạng hoạt động tốt nhất ban đầu thì chúng ta có thể mài bằng cách nào. Thì bây giờ đầu tiên mình sẽ đi đến cái phần là mình gọt chỉ và mình hướng dẫn mọi người cách gọt đúng của cái dòng gọt chỉ này. Trước tiên khi đến cái phần gọt chỉ thì mình sẽ giới thiệu lại cái phần của cái đầu bấm cạnh thừa này. Đây. Thì cái đầu bấm cạnh thừa này nó giúp cho chúng ta bấm có thể là bấm sát được cái phần cạnh thừa, giúp cho những cái việc liên kết của những cái tấm góc vuông nó được chính xác hơn. Thứ hai thì cái thiết kế của cái này đó, nó cho chúng đảm bảo cho chúng ta một cái lực rất là tốt để đảm bảo được cái việc là chúng ta có thể hoạt động lâu dài mà không bị mỏi tay. Và thứ ba là lưỡi dao đó, là bằng hợp kim rất là bén và được lắp rời, thì chúng ta dễ dàng tháo hai lưỡi ra trong quá trình mà sử dụng lâu ngày, có thể vệ sinh cũng như là mài lại. Thì các bạn có thể thấy trước mặt các bạn thì mình đã chuẩn bị hai cái mẫu là chỉ hai phân, mình sẽ nói đơn giản là chỉ hai phân và chỉ bốn phân, còn những số lẻ thì các bạn không cần quan tâm lắm. Thì đây là một hai loại chỉ mà chúng ta rất là dễ gặp trên những cái sản phẩm của mình, thì hai loại chỉ phổ biến nhất. Thì trước khi tiến hành gọt cái chỉ thừa này, cái cạnh thừa này, thì mình sẽ bấm hai cái đầu cạnh, thì bằng cách là mình sẽ đưa vào đây và chúng ta sẽ dùng cái phần này chúng ta áp sát vào cái phần cái đầu của cái tấm gỗ và tiến hành bấm. Tương tự với bên này, thì như mình đã nói thì mặc dù là cái chỉ này nó to, nó dày, nhưng mà nhờ cái thiết kế là trợ lực thì giúp chúng ta bóp rất là nhẹ nhàng. Rồi đến với phần gọt cạnh, thì để sử dụng bộ này đúng cách thì thứ nhất là chúng ta sẽ đẩy từ đây, đẩy về phía trước dứt khoát, và tương tự phần này chúng ta sẽ kéo lui ra xong. Và lưu ý mọi người, thì để mà bắt đầu á, khi chúng ta bắt đầu nhấn cái gọt này vào thì nó sẽ có một cái độ nghiêng nhất định để cho cái phần này nó ăn xuống phần chỉ. Và khi đã ăn xuống rồi á, thì cái gọt của chúng ta trong quá trình mà chúng ta kéo dài một đường thẳng dài này á, thì mọi người lưu ý là mình sẽ làm sao để cho cái phần gọt này nó ôm sát vào phần này để cho cái gọt nó làm việc một cách tốt nhất và tránh cái tình trạng là nó bị sai cái góc dưới này. Thì như mọi người biết là nếu như mà chúng ta làm mà chúng ta nghiêng như thế này, chúng ta đi một đường thẳng dài như thế này thì về lâu về dài cái phần trong này cái góc nó sẽ bị thay đổi và dẫn tới cái tình trạng là cái gọt của chúng ta nó sẽ bị thay đổi góc cắt và khiến cho cái việc cắt chúng ta khó khăn hơn đó. Thì khi chúng ta cái thao tác là chúng ta sẽ đi như thế này hoặc là đi như thế này. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành làm nhanh là mình sẽ cắt những cái phần này đi, gọt những phần chỉ thừa đi. Kéo về phía sau và mình đẩy về phía trước. Mình đẩy về phía trước và mình kéo về phía sau, tùy theo cái thói quen động tác của các bạn. Thì chúng ta lưu ý là chúng ta sẽ không cần phải đẩy ở ngoài này mà chúng ta sẽ ở phần giữa này, đẩy về phía trước và kéo về phía sau. Thì sau khi mà cái động tác mà chúng ta gọt chỉ hoàn thành thì cái phần cạnh thừa này, như các bạn thấy này, mình có thể dùng tay miết ở đây. Các bạn nào mà đã từng gọt cái này bằng dao rọc giấy hoặc là một số cái loại dao khác biệt thì các bạn có thể biết được rằng khi chúng ta gọt xong cái cạnh này rất là bén. Thì như vừa rồi mình chỉ cần gọt xong thì các bạn thấy mình sẽ miết cái tay ra rất bình thường. Thì để mà hình dung rõ hơn thì bây giờ mình sẽ zoom sát vào cho các bạn xem.
là cái độ tròn cạnh nó như thế nào. Đó, các bạn thấy này, mình có thể miết rất là đơn giản. Thì với một tấm mà thao tác chúng ta nhanh gọn, chúng ta tiết kiệm được một khoảng thời gian khá, thì với một số lượng mà nhiều công việc lớn, thì các bạn có thể thấy được là cái tính hiệu quả của cái công cụ này nó mang lại là lớn như thế nào. Thì sau khi mình gọt bằng cái gọt lớn thì mình sẽ tiến hành gọt bằng cái gọt nhỏ này, mọi người xem có khác biệt gì hay không. Tương tự thì mình cũng sẽ làm nhanh trong cái việc bấm đầu. Qua thao tác thì mọi người có thể thấy là cái cách mình bấm những cái đầu này nó rất là đơn giản và dễ và an toàn. Và sau đó mình sẽ dùng cái con nhỏ này, mình gọt, mình cũng sẽ gọt ở giữa, mình đẩy tới và mình kéo lui, mình đẩy tới, mình kéo lui. Đó, và như các bạn thấy thì cái thao tác rất là nhanh. Và như các bạn thấy này, với cái việc thao tác cầm nắm của mình á, nó cũng có một cái sự an toàn so với các bạn cầm một con dao. Đó là lý do vì sao mà có những cái công cụ chuyên biệt phục vụ tốt cho công việc mà vẫn đảm bảo tính an toàn. Thì qua cái hình thức của hai cái gọt này thì các bạn có thể thấy á, thì một bên á, thì cái phần này á, nó cho chúng ta cái cảm giác cầm nắm tốt hơn nhưng mà nặng hơn. Thì cái cảm giác cầm nắm tốt hơn á, sẽ giúp cho những người giả sử làm không chuyên hoặc là làm thao tác với một khoảng thời gian tương đối không quá dài thì sẽ có cảm giác tốt hơn trong cái công việc của mình. Còn lý do vì sao có những cái con nhỏ như thế này á, khi mà bạn là người mà đạt được cái khả năng gọt xịn rồi á, tốt rồi á, thì những cái con nhỏ như này với cái trọng lượng giảm đi đáng kể thì giúp chúng ta có thể làm việc một cách lâu dài mà không bị mỏi. Đó là lý do vì sao mà nó có hai cái dạng form như thế này. Và mình giới thiệu thêm á, là cái dòng gọt này nó không có thêm một dòng gọt nữa là dao bằng sứ. Thì cái dòng lưỡi dao bằng sứ đó thì mình đã từng sử dụng á, thì mình đánh giá về độ sắc bén là nhỉnh hơn thép một chút, chỉ một chút thôi. Nhưng mà nó sẽ có những cái nhược điểm như sau. Cái ưu điểm rất lớn là cái khả năng gọt rất là ngọt. Nhưng mà cái nhược điểm là gì? Đầu tiên là dao bằng sứ thì nó không cho khả năng chúng ta có thể mài lại sử dụng như cái loại dao bằng thép. Cái thứ hai là một cái vấn đề rất là quan trọng dẫn tới cái việc là cái con dao bằng sứ của hãng Star-M này cũng như là một số con dao thái đồ như các bạn thấy bằng sứ hiện nay không còn phổ biến nữa. Lý do là vì sứ là một trong những cái dòng dao rất là bén, có độ sát thương rất là lớn, nhưng mà vì bằng sứ thì cái khả năng về an ninh nó không kiểm soát tốt được. Thì hiện tại trên thị trường chỉ còn những dòng dao bằng thép như thế này thôi. Đó. Sau khi mà mình đã gọt cái phần này rồi á, hướng dẫn nhanh rồi thì bây giờ mình sẽ gọt liên tục luôn. Thì cái phần này mình sẽ gọt nhanh thôi, mình sẽ đi nhanh để các bạn thấy được cái khả năng làm việc nhanh chóng của nó như thế nào thôi. Các bạn thấy này, cái phần chỉ thừa của 4 phân rất là nhiều. Với một những cái độ thừa mà nhiều như thế này á, bình thường các bạn cắt bằng cái loại khác rất là khó. Rồi, mình cũng sẽ hiện tại mình đang làm bằng tay trái này, thì mình làm bằng tay phải luôn các bạn thấy là chúng ta có thể làm hai tay một cách rất là dễ. Đó. Thì có nghĩa rằng là tay thuận hay tay nghịch nó đều hỗ trợ tốt, thì có nghĩa rằng là cái sản phẩm này nó rất sẽ dễ sử dụng. Đó. Cái ưu điểm của dòng sản phẩm này là dễ sử dụng, độ hoàn thiện của cạnh cao, độ an toàn cao. Đó. Lưu trữ thì cũng dễ dàng, an toàn. Thì trong quá trình các bạn đi mang đi công trình hoặc là các bạn để trong người trong túi thì nó dùng cái độ an toàn nó cũng cao.
rất nhanh và đẹp, đồ hoàn thiện rất là tốt. Chỉ qua một vài thao tác mà mình đã gọt được rất là nhiều chỉ cạnh một cách nhanh chóng và hiệu quả. Thì mình cũng sẽ có nhấn mạnh một lần nữa này là cái độ mềm hoàn thiện của chỉ á, là khi chúng ta đã gọt qua một lần á, là đã đạt được cái độ mềm của hoàn thiện chỉ luôn, thì nó không còn là bị sắc bén này, và chúng ta có thể là đưa vào lắp ráp luôn, không cần phải vệ sinh lại, không cần phải phải dùng máy đánh bóng hoặc là dùng giấy nhám để vuốt lại để đảm bảo cái độ mềm đó. Thì sau khi mà chúng ta đã gọt chỉ thành công thì mình sẽ hướng dẫn mọi người là cách để chúng ta có thể là mài lại. Thì trước mặt mọi người có thể thấy là cái phần này nè được thiết kế một cái góc chuẩn theo cái lưỡi dao. Thì cái phần con nhỏ này á, thì chúng ta khi mài chúng ta sẽ dùng là đá mềm, đá mịn của Nhật, hoặc là các bạn có thể dùng giấy nhám Nhật á, giấy nhám nước có với cái độ hạt khoảng cỡ tầm là 800 hoặc 1000. Thì chúng ta sẽ dùng từ giấy nhám đó dán lên một bề mặt phẳng, một tấm kính hoặc là một miếng đá granite chẳng hạn. Thì chúng ta chỉ cần đặt như thế này, đặt nhẹ nhàng để làm sao cho hai cái bề mặt này là bề mặt tiếp xúc. Thì sau đó chúng ta chỉ cần di nhẹ tay, tương tự với mặt bên này. Thì khi đó nhờ cái phần thiết kế sẵn về cái góc nghiêng này thì giúp chúng ta rất dễ dàng kiểm soát cái góc mài để đạt được cái hiệu quả tối đa, khiến cho cái gọt của chúng ta nó trở lại bé ngọn như ban đầu. Thì với cái sản phẩm này, thì sản phẩm này nó hỗ trợ một cái phần tay nhựa để cầm nắm. Thì để mở nó ra, thì ban đầu là chúng ta sẽ mở cái phần tay nắm nhựa ra. Đây, mở phần tay nắm nhựa ra thì cái hình dạng của nó như thế này. Thì các bạn có thể thấy này, phần này này, ở đỉnh này nó có một cái góc vác, và cái phần này là một góc vác. Thì cái điểm này là được vác trên một mặt phẳng. Thì tương tự với cái gọt nhỏ vừa rồi á, thì chúng ta khi mà mở ra chúng ta sẽ đặt như thế này và di nhẹ, và tương tự với phần bên này, và sau đó là thao tác lắp lại. Là coi như chúng ta đã khôi phục được cái công cụ gọt của mình về cái tình trạng gần như ban đầu. Và mình cũng sẽ lưu ý thêm mọi người là mọi người có thể thấy là thiết kế ở đây là có một cái phần lỗ xuyên thấu này, bên này cũng vậy. Thì cái phần này là để một số người mà anh em mà làm việc chuyên nghiệp, làm việc liên tục với loại sản phẩm này thì chúng ta sẽ làm một cái dây đeo ở đây và móc vào đây. Đó, mọi người có thể thấy là hai cái lỗ ở đây để chúng ta tạo ra làm cái dây đeo và móc vào. Đó là về phần mài. Thì mình sẽ chia sẻ thêm với mọi người là lý do vì sao mà cái công cụ này nó hữu ích. Thì ngoài cái việc là nó đem lại cho chúng ta một cái khoảng thời gian làm việc nhanh, gọn và cái độ hoàn thiện cao và tính an toàn cao, thì nó cũng sẽ giúp cho cái quá trình làm việc của chúng ta được dễ dàng và trơn tru. Vì một số cái loại mà cái sản phẩm mà có thể là đánh cạnh mà một lần mà mềm như thế này thì chúng ta có thể dùng là bằng máy rotor kèm với lại cái mũi rotor chuyên dụng, thì cái phần đó thì nó cũng sẽ tạo ra một cái bề mặt rất là đẹp. Thì cái phần đó là bên mình cũng đã từng làm cái review sản phẩm rồi. Nhưng mà cái nhược điểm thì cái phần này bằng nhựa PVC này thì khi nó ra những cái hạt li ti như bụi thì cái phần đó nó sẽ rất là khó vệ sinh và nó gây ra cái tình trạng là hơi dơ. Thì cái phần này thì khi mà gọt ra chúng ta sẽ ra những cái chỉ rất là dài, rất là to, và cái khả năng vệ sinh dọn dẹp của chúng ta thì rất là dễ dàng. Thì đó là cũng là một trong những cái ưu điểm rất lớn của cái dòng hỗ trợ sản phẩm gọt này. Và mình cũng nhấn mạnh một lần nữa là đây là một sản phẩm dành cho người DIY, những người không có kỹ năng nhiều về phần gọt, và cũng dành cho những người chuyên nghiệp. Đây là một sản phẩm dành cho khá là đa dạng đối tượng khách hàng.
và các bạn là ai trong cái đối tượng khách hàng đó thì có thể đều có thể tìm được những cái sự hỗ trợ cần thiết của cái dòng sản phẩm này cho với các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hy vọng các bạn sẽ thấy hay và like và share cũng như là subscribe kênh của mình để bên mình có thể là đưa đến các bạn những cái video mới nhất một cách nhanh chóng nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.